Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin họp Quốc hội vì sao Nguyễn Phú Trọng lại tước quyền của Nguyễn Xuân Phúc. Sau khi bàn giao chức Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Xuân Phúc, có thể nói quyền lực của Nguyễn Phú Trọng không mất mát gì nhiều. Tuy nhiên, việc mất chức Chủ tịch nước cũng làm cho Nguyễn Phú Trọng có thể gặp một số khó khăn về sau. Thực ra, chức Tổng Bí thư về quan hệ quốc tế nó chỉ có giá trị đối với những quốc gia cộng sản. Còn các nước dân chủ, Tổng Bí thư Đảng chỉ là người đứng đầu một đảng phái, không có tư cách gì trong nhà nước cả. Nhưng chớ trêu là chức Chủ tịch nước ở Việt Nam không có thực quyền. Trong tứ trụ, chủ yếu quyền lực lại tập trung ở hai chiếc ghế là ghế Tổng Bí thư và chiếc ghế Thủ tướng mà thôi. Tuy nhiên, chức Chủ tịch nước cũng có một số quyền hành nhất định như ký thăng quân hàm cấp tướng cho quân đội và công an là một trong những nhiệm vụ mà Chủ tịch nước phải thực hiện. Tận dụng lợi thế này, trong hơn 2 năm tiếp nhận chiếc ghế Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời, ông Nguyễn Phú Trọng đã phong hàm cấp tướng cho gần 500 tướng quân đội và công an, ký bổ nhiệm rất nhiều cấp bộ trưởng, thứ trưởng, v.v. Từ xưa đến nay, chưa có lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nào nắm siêu quyền lực như ông Nguyễn Phú Trọng cả. Nắm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước luôn. Với người thâm trầm như Nguyễn Phú Trọng thì không thể nào ông không tận dụng lúc này trong tay đang có quyền lực lớn nhất ấy để tạo ra sức mạnh cho chính ông được yên ổn cầm quyền trong ít nhất 5 năm nữa và cũng có thể dài hơn nếu ông muốn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, con người rất biết tạo quyền lực cho bản thân mình. Có hai cách tạo quyền lực cho bản thân. Thứ nhất là xây dựng đội ngũ trung thành vừa đông đảo vừa nhiều quyền lực. Thứ nhì là thiết lập những đặc quyền dành cho bản thân mình bằng cách can thiệp vào luật pháp. Hình thức tạo ra suất đặc biệt cho bản thân là cách mà Nguyễn Phú Trọng tạo ra đặc quyền cho bản thân của mình. Luật lệ vừa là công cụ dùng để hạn chế quyền lực người này nhưng lại ngăn cản quyền lực của người khác. Được biết vào năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng quy định giới hạn tuổi để loại ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi Bộ Chính trị. Nhưng ông lại tạo suất đặc biệt để ông được ở lại. Cũng là pháp luật nhưng rõ ràng ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng nó để tước sạch quyền lực của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng ngược lại ông Trọng lại dùng suất đặc biệt để duy trì quyền lực cho cá nhân mình. Cho tới nay, chưa có ai dùng công cụ luật pháp một cách thiên biến vạn hóa, làm cho mình có lợi và làm hại người khác một cách thành thạo như ông Nguyễn Phú Trọng. Tước quyền của Nguyễn Xuân Phúc hiện nay cũng làm câu hỏi đang đặt ra. Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận ghế Chủ tịch nước vốn không mấy quyền hành. Ấy vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn ra sức tước bỏ quyền hành vốn rất hạn chế của ông Nguyễn Xuân Phúc. Vì sao lại như vậy? Có thể nói tước quyền của người khác là một cách tự làm mình mạnh hơn đối với họ. Đấy là ý đồ mà ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào ông Nguyễn Xuân Phúc. Và câu hỏi đặt ra là bằng cách nào? Ông Nguyễn Phú Trọng sắp chào chức Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông lại đề xuất phương hướng nhiệm vụ cho Chủ tịch nước nhiệm kỳ tới. Nhiệm kỳ tới là nhiệm kỳ của Nguyễn Xuân Phúc nhưng Nguyễn Phú Trọng lại muốn quy định nhiệm vụ cho ông Phúc. Vì sao lại chớ trêu đến như vậy? Làm như vậy có khác nào ông Nguyễn Phú Trọng bắt nhốt tù ông Nguyễn Xuân Phúc trong 4 bức tường của phủ Chủ tịch nước? Nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng trao chức cho Nguyễn Xuân Phúc nhưng không hề trao quyền cho ông này. Được biết, trong buổi họp đầu tiên của Quốc hội, ông Nguyễn Phú Trọng đã đề xuất phương hướng nhiệm vụ cho Chủ tịch nước nhiệm kỳ tới. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chỉ muốn trao chức chứ chưa muốn trao quyền cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Trong báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra những thành tựu và hạn chế của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề xuất phương hướng nhiệm vụ cho Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ tới đây. Nhiệm vụ của tân Chủ tịch nước có luật pháp quy định rồi, tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại xen vào câu chuyện của tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho được? Đó là vấn đề cần phải làm rõ. Trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp. Vào năm cuối của nhiệm kỳ,
đại dịch COVID-19 và thiên tai bão lụt tiếp tục tác động nặng nề đến sự phát triển của đất nước, vân vân. Nói chung là tình hình đủ thứ khó khăn, để làm gì? Để mà sau đó là ca tụng công tác chống dịch và phòng chống lụt bão, mặc dù để đối phó với lụt bão, dân đã tự cứu nhau là chính. Trong các cuộc họp của Đảng Cộng sản Việt Nam thì bao giờ cũng vậy, khi đọc văn bản phát biểu thì toàn là lời hay ý đẹp ca tụng lẫn nhau. Nhưng thực tế đằng sau nó là những thủ đoạn mà cả thế giới văn minh, người ta không bao giờ dùng đến, như đối thủ chính trị bỗng dưng ngã bệnh chết bí ẩn, hoặc lặng lẽ rút lui như ông Đinh Thế Huynh và mất tích. Trở lại câu chuyện ông Nguyễn Phú Trọng muốn tự mình giới hạn quyền của ông Nguyễn Xuân Phúc thì đây quả là một quyết định đầy bất ngờ. Như vậy cuộc chiến cung đình nó không đơn giản như nhiều người vẫn tưởng. Và câu hỏi tiếp tục được đặt ra là vì sao phải tước quyền của ông Nguyễn Xuân Phúc? Mỗi một cá nhân có hai loại quyền lực nổi và quyền lực ngầm. Quyền lực nổi là quyền lực mà người ta có được do chức vụ mang lại cho họ. Quyền lực ngầm là sức mạnh của phe cánh ủng hộ cho họ. Được biết, với ông Nguyễn Xuân Phúc, khi bị ép vào ghế chủ tịch nước thì đó chỉ là quyền lực nổi mà ông ta bị giảm đi. Tuy nhiên, quyền lực ngầm mà ông ta đã gây dựng trong 5 năm làm Thủ tướng Việt Nam và nhiều năm trước đó thì không thể nào một sớm một chiều tước bỏ cho được. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải ra tay giới hạn quyền lực nổi của Nguyễn Xuân Phúc, qua đó hạn chế phần nào quyền lực ngầm của ông này. Bản quy định của những điều nên làm và những điều cấm cho tân chủ tịch nước của ông Nguyễn Phú Trọng được trình bày bản báo cáo tóm tắt từ bản chính thức dài 144 trang được gửi tới các đại biểu Quốc hội, nhấn mạnh báo cáo gồm hai phần lớn, gồm kết quả công tác nhiệm kỳ và kiến nghị phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ sắp tới. Về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giới hạn quyền hạn của mình sao cho sạch, vững mạnh, đồng thời cương quyết, kiên trì, quyết tâm trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Đây là hình ảnh liệu ông Nguyễn Xuân Phúc có làm cho Nguyễn Phú Trọng bất an hay không. Không biết những quy định của ông Nguyễn Phú Trọng như thế có phải là cái bẫy gài ông Nguyễn Xuân Phúc hay không? Bởi nếu có phát hiện trong cơ quan thuộc văn phòng Chủ tịch nước không có trong sạch, không vững mạnh, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thì sao đây? Thì lúc đó chắc chắn là Tổng Bí thư họp Bộ Chính trị kỷ luật Chủ tịch nước. Được biết, Ủy ban Trung ương về phòng chống tham nhũng trong tay ông Nguyễn Phú Trọng. Ấy vậy mà nhiệm vụ của Chủ tịch nước được ông Nguyễn Phú Trọng quy định cho Nguyễn Xuân Phúc là cần phải thúc đẩy công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và tiếp tục phát triển và triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản, có hiệu quả, ngày càng đi sâu vào chiều sâu và xử lý các hành vi sai phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh lớn. Vậy thì ông Nguyễn Xuân Phúc làm thế nào cho được? Thật khó hiểu. Và ông Nguyễn Xuân Phúc cần cẩn thận kẻo lại sập bẫy ông Nguyễn Phú Trọng. Được biết, báo cáo của Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ việc phải thực hiện quyền hạn của Chủ tịch nước trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp, cũng như quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước trong hoạt động đối ngoại và hoạt động của Phó Chủ tịch nước cũng được ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước báo cáo trước đại hội, đại biểu, quốc hội và cử tri cả nước. Trong báo cáo, ông Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế của nhiệm kỳ Chủ tịch nước năm 2016-2021. Trong báo cáo có nêu ra nguyên nhân của các kết quả đạt được cũng như nguyên nhân của các hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về vấn đề đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Và trong phần đề xuất phương hướng, nhiệm vụ ở thời gian tới thì ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tân Chủ tịch nước phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ. Ông cũng đề ra 5 đề xuất phương hướng, nhiệm vụ là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt kết luận số 84 Trung ương vào ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 49 của Trung ương của Bộ Chính trị khóa 9 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
tham gia chỉ đạo công tác ngoại giao của Đảng, Nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Triển khai các phong trào thi đua yêu nước, gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc học tập, làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của ông Hồ Chí Minh. Nói chung, những mục tiêu khá sáo rỗng. Đây là những lối viết quen thuộc trong các loại văn bản của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc được cho rằng cần phải hết sức cẩn trọng trước chiếc bẫy của ông Nguyễn Phú Trọng có thể giăng ra. Trong một rừng chữ quy định đó, có những quy định rất quan trọng đối với mình, ông Nguyễn Xuân Phúc phải đọc kỹ và lọc ra mà thực hiện. Một chủ tịch nước không có quyền hành gì nhiều mà lại bị người khác quy định quá nhiều nhiệm vụ thì rất dễ bị sập bẫy. Không biết ông Nguyễn Xuân Phúc có nhận ra ẩn ý này hay không, và ông Nguyễn Phú Trọng liệu có thể gài được ông Nguyễn Xuân Phúc ở điểm nào? Ông Nguyễn Xuân Phúc nắm công cụ chống tham nhũng nhưng ông Trọng lại giao nhiệm vụ chống tham nhũng cho ông Phúc. Có lẽ cả đời làm chính trị, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ hiểu ra chính ông phải biết sống như thế nào cho phải đạo với người đã trao cho ông chiếc ghế chủ tịch nước này, mặc dù nó không có nhiều thực quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021, với bản tin Họp Quốc hội vì sao Nguyễn Phú Trọng lại tước quyền của Nguyễn Xuân Phúc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.